Cận cảnh căn phòng trọ ngập ngụa rác không còn chỗ đứng của Gơ Sinh Bắc Giang khiến tất cả choáng váng. Tối ngày 18 tháng 6, nhiều dân mạng bàng hoàng chia sẻ đoạn clip ngắn ghi lại quang cảnh một phòng trọ nhỏ ngập ngụa rác thải đang được phun khử khuẩn. Qua khe cửa sổ căn phòng trọ nhỏ khiến cho tất cả phải thốt lên, ôi dồi ôi. Cụ thể, trước khi thực hiện công tác khử khuẩn, nhân viên y tế đã mời người thuê phòng trọ ra bên ngoài và thật bất ngờ, đó lại là một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn. Quay lại căn phòng ngập ngụa rác, nhiều dân mạng cảm thán vì không còn lời nào để diễn tả về nó nữa. Rồi cô ấy ngủ ở đâu là câu hỏi mà rất nhiều người đặt ra khi nhìn thấy cảnh tượng rác và đồ đạc chất thành núi, không còn lối đi. Theo tìm hiểu căn phòng trọ này ở Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, đoạn clip căn phòng trọ ngập rác hiện vẫn đang được chia sẻ và nhận về rất nhiều bình luận của dân mạng. Rất nhiều bạn trẻ đã gửi lời khuyên chân thành đến với cô gái và mong rằng thời gian tới cô nàng sẽ thay đổi nếp sống. Trong căn phòng trọ như thế, về đến phòng bạn không thấy ngợp thở à? Đồ đạc lung tung như vậy rồi làm sao biết ở đâu mà kiếm nhỉ, bất tiện lắm. Dọn gọn gàng lại ngay nhé, sống như thế này ảnh hưởng đến bản thân mình trước tiên. Khuyên thật lòng là ở bẩn như thế chỉ tổ thiệt thân thôi. Bạn nên tập dần nếp sống gọn gàng, xinh xắn mà sạch sẽ, gọn gàng nữa thì quá tuyệt luôn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.